Elsa không chỉ là tên của một công chúa mà nó còn là tên của một món ăn. Hello, hello mọi người, là hạt tiêu phút đi đây. Thấy mọi người làm cái món này nhiều quá nên cũng phải đú đởn làm theo thôi. Đầu tiên chúng ta phải tách hột quả vải ra. Đoạn này phải hết sức cẩn thận, không khéo là toang luôn quả vải. Trộm vía là hôm nay mua được túm vải cũng ít bị sâu. Đó, bóc xong thì mình sẽ xếp nó vào những cái khay như thế này. Mọi người biết thiếu cái gì chưa? Thiếu cái nhân bên trong đấy. Theo như công thức trên mạng thì mình sẽ sử dụng một cái hộp sữa chua không đường. Tiếp theo là cho sữa đặc vào tùy khẩu vị của mọi người nha. Mà tại sao người ta không lấy hộp sữa chua có đường luôn nhở? Mà thôi kệ đi, công thức thì chắc là luôn luôn đúng. Bước gần cuối cùng đó là cho cái hỗn hợp sữa chua vào bên trong quả vải. Vừa phải cầm máy quay vừa phải làm nên hơi xấu một xíu. Mọi người thông cảm cho mình nha. Ta xong rồi này. Trông quả nào quả nấy trắng như là công chúa Elsa thế này. Rồi cuối cùng bây giờ là cho vào tủ lạnh và chờ đợi thôi. Đợi tầm 2 tiếng thì cuối cùng cũng có thành quả rồi. Không biết là nó có ngon như các anh chị làm không nhỉ? Mới trông qua thì cũng thấy là được của nó đấy. Úi giời ơi, ngon ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa luôn. Rất là thơm mùi sữa chua và ăn rất là mát. Nếu mà ai không thích ăn ngọt quá thì cho ít sữa đặc thôi nha. Mùa hè mà được ăn trái vải mát lạnh như thế này thì cứ phải gọi là phê chứ ê kéo dài.